그렇지 않은 척 하지만 흔들리는 시선이 헤매이다 그대에게 표정을 들킬까 조마조마 조마조마 Shining Shining 그대에게 보여주긴 싫은데 Ngày thứ hai ở Dubai, bây giờ là 6 giờ 15 và mình chuẩn bị xuống khách sạn để ăn sáng. Nhưng mà hình như là hôm trước thì mình chưa cho mọi người xem cái phòng khách sạn của mình đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nhé. Ok, cho mọi người xem sơ sơ thôi nha, tại vì mình thấy là nó cũng không có gì đặc biệt ấy. Mà đây là khách sạn 5 sao nha mọi người ơi, Asiana Hotel. Theo như trên Google thì nó là khách sạn 5 sao. Nó sẽ là phòng 2 giường đơn như thế này, có một cái bộ bàn ghế nè, rồi có đèn bàn, có bàn trang điểm, bàn làm việc nha. Đấy, tại vì qua một ngày kiểu cuống cuồng lên xong rồi nó cũng hơi bừa bộn á mọi người. Một cái tivi và ở trong phòng nó sẽ có thêm một cuốn Kinh Quran nha mọi người. Mình không chắc mình đọc đúng không, thế mình nhớ là Kinh Quran. Đây, một cuốn kinh rất là đặc trưng của các nước Hồi giáo luôn. Mặc dù nói là các nước đạo Hồi ấy thì người ta không được uống rượu, nhưng mà trong khách sạn mình thì vẫn có hai chai rượu nhỏ nha. Nhưng mà những người đạo Hồi thì thường người ta sẽ không uống rượu đâu. Còn đây là nhà tắm, nói chung là cũng rộng rãi, sạch sẽ lắm. Có bồn tắm nè, có mình. Và toilet thì được chia hai. Nói chung là chỉ riêng cái toilet này là mình đánh giá rất là cao. Nó rất là xịn nha. Rồi, và đấy. Dương dương vậy thôi, bây giờ thì đi ăn sáng để chuẩn bị đi ra vườn hoa. Bây giờ thì mình đang ở trong Miracle Garden, là một cái địa điểm tham quan mà gần như là tất cả các đoàn du lịch hay là mọi người tới Dubai thì đều sẽ tới đây. Nhưng mà ở đây thì có khác gì Đà Lạt đâu đúng không? Thì cũng là vườn hoa thôi. Nhưng mà đây là vườn hoa tự nhiên, à không, nhân tạo hay tự nhiên ta? Nó là nhân tạo tự nhiên lớn nhất thế giới mà nó còn nằm ngay ở giữa sa mạc nữa, thì cho thấy là cái tinh thần mà gọi là thiệt sự ở Dubai là cái gì cũng làm được luôn á. Kiểu nước uống thì còn phải lọc từ nước biển, nhưng mà người ta còn có thể lọc được nước để mà tưới tiêu cho cái hệ thống khu vườn này. Nhiều bạn trẻ thì sẽ cũng không có hào hứng lắm ở đây đâu, nhưng mà mình sẽ quay nhiều xuống ở đây nhé. Tại vì bố mẹ mình thì cũng rất là thích cây cỏ cây cối, cho nên là mình muốn quay Miracle Garden. Ở đây thì rất là rộng, mọi người có thể chọn cách tham quan là đi bộ như mình, hoặc là sẽ có xe điện, thuê xe điện cũng được. Và công nhận là ở bất kỳ đất nước nào, bất kỳ thời điểm nào thì người ta cũng thích chụp với hoa ha. Ở trong đây thì cũng sẽ có những cái khu ăn uống và khu mua bán đồ lưu niệm nữa, cũng dễ thương. Ui, tinh dầu thơm lắm mọi người ơi. Mình đang kiếm chỗ để mua tinh dầu về làm quà ấy. Có một điều mà mọi người cũng cần phải lưu ý nha, là khi tới đây á thì là các anh người Dubai, người Ả Rập là rất là dễ thương. Vừa vô là sẽ muốn tặng các bạn những cái vòng hoa đội đầu. Nhưng mà nếu mà các bạn đội những cái vòng hoa đó lên thì chuẩn bị tiền để mà trả cho các anh nhé. Tiền thì mình cũng không biết, nhưng mà ở đây thì nếu mà mọi người không để ý thì cũng sẽ có rất là nhiều người kiểu mồi chài xong rồi bán đồ lưu niệm. Đẹp quá. Ở đây rất là rộng, nghe bảo là có đến 150 triệu loài hoa ở đây nha. Nói chung là đi ngang qua đoạn này là thấy rất là giống châu Á, ở Việt Nam rồi đó. Mấy cái hoa này trước nhà cô mình hay trồng nè. Ở đây sẽ có những cái khu vực để mọi người có thể chụp ảnh theo mặc đồ truyền thống của các thứ nước Ả Rập. Và vào trong những cái chòi chụp ảnh nhìn cũng đẹp lắm, mang đồ truyền thống xong rồi vô mấy cái chòi á. Nhưng mà một lần nhìn như vậy sẽ là 100 dirham, sẽ là mất khoảng 650 một lần như vậy. Cũng không có rẻ ha. Nhưng mà đẹp đó mọi người cũng biết. Looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. Giao diện của mình kiểu Việt Nam lắm hay sao mọi người? Đại diện cho quốc gia hay sao mà nãy giờ đi ngang qua mấy quầy lưu niệm, mấy anh, mấy chú đều hỏi là Việt Nam đúng không? Hay quá vậy? Nóng quá và mình đã kêu một ly sinh tố mix mọi người ạ. Đây là một quầy bán nước trái cây. Một ly này là 30 dirham nha. Là tính ra là khoảng hơn 200 ngàn. 200 ngàn trên một ly sinh tố. Thật ra đúng là cao ha, rất cao. Nhưng mà một trái dừa thì cũng là 30 dirham.
Một ly sinh tố này thì nó không có đá. Đây, sinh tố không có đá nha, cho nên là thấy cũng nhiều, cũng đầy đặn. Bấm bụng, tại vì muốn đi như thế này á, trời nó rất là nắng, rất là nóng và cũng phải đi nhiều á, cho nên rất là nhanh mất sức. Cho mọi người nếu mà đi á thì đừng quên bổ sung vitamin C và các loại vitamin để mà cơ thể luôn được mạnh khỏe nha. Bây giờ thì mình đang ở Times Square Center, đi theo đoàn cho nên là dẫn vào đây. Tụi mình thực ra tới đây là để uống cà phê băng ấy, nhưng mà lạnh quá mình không chịu nổi, cho nên mình quyết định là đi ra ngoài để mà khám phá tìm tòi xem một chút. Chỗ này đẹp lắm mọi người ơi, lấy ánh sáng tự nhiên nó rất đẹp luôn. Ở đây có một cái siêu thị, cùng xem là siêu thị ở Dubai nó khác gì siêu thị Việt Nam không nhé. Bánh mì, không thể thiếu bánh mì được. Ui, khoai lang nè, các loại rau củ ở đây cũng nhiều. Thực ra là nhờ việc phát triển cái hệ thống tưới tiêu ấy, cho nên là giờ rau củ quả ở Dubai nó cũng có thể tự sản xuất được rồi, và rất là nhiều, rất là đa dạng. Mình sẽ đi kiếm những cái loại gì lạ lạ nha. Đây thì dứa nó sẽ rẻ hơn là blueberry nha. Cái này blueberry là chỉ có 5 đồng, còn dứa là 7 đồng. Mận, mận như thế này là 1 ký là khoảng 40 mấy nghìn đó mọi người. Đây khoảng 50 nghìn cho một hộp mận như thế này, nhìn ngon quá à. Nhìn rất là ngon luôn, khoảng 50 nghìn à. Trời ơi, là dưa hấu. Oh my god. Nhưng mà theo như kinh nghiệm của mình ăn dưa hấu mấy ngày hôm nay thì dưa hấu ở Dubai không có đỏ, không có ngọt. Trời ơi, mấy trái này to quá mọi người. Trái nào cũng to. Dưa, các loại dưa này. Sao không tìm thấy cái loại gì, mấy cái trái lạ lạ ta. Dưa vàng thì rất là nhiều, nhưng mà lại trái cây lạ lạ thì cũng không có đâu. Rất là đa dạng các loại thịt bò, thịt gà hay là cá. Nhưng mà chắc chắn là ở đây thì mọi người sẽ khó để mà kiếm được thịt heo nha. Mấy siêu thị ở Việt Nam thì cũng có cái máy ép nước cam này nè. Ở Anh Nam thì cũng có đấy, nhưng mà đa phần là mọi người hay ép, nhân viên toàn ép rồi ấy. Và mình tới thì không có được thấy cái công đoạn này. Nhưng mà ở đây là tự túc hoàn toàn nha. Một chai 330ml sẽ có giá là khoảng 30 nghìn. Mà tươi ra đó luôn. Ở đây dưa leo baby không có baby cho lắm mọi người ạ. Dưa leo baby mà không. Lúc mà di chuyển qua các địa điểm ở Dubai thì mình thường nhìn xuống đường phố để mà tìm siêu xe, tại vì nghe đồn là Dubai rất là nhiều siêu xe. Nhưng mà siêu xe thì không thấy đâu hết, mà cái thu hút mình đó chính là những hàng cây và bụi cỏ ven đường này nè. Như mọi người cũng biết thì Dubai hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, địa hình sa mạc, cho nên là thực vật của người ta rất là khan hiếm. Và để có được một cái thành phố như hiện tại thì tất cả mọi con đường người ta đều sẽ làm cái hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt để tạo nên những hàng cây bụi cỏ, và kể cả những cái hồ nước rộng mênh mông như thế này cũng là nhân tạo luôn, người ta đào hồ và đổ nước vào đấy. Bởi vậy á, sống ở cái vùng nhiệt đới đôi khi không có trân trọng đâu. Nhưng mà đến khi qua cái vùng sa mạc này rồi mới thấy là thực vật, cây cối, hoa cỏ thật là đáng quý biết nhường nào luôn. Thay đổi bộ mặt của cả một thành phố luôn nha. Chiều và bây giờ tụi mình chuẩn bị là di chuyển ra sa mạc. Ở đây, bên kia. Đấy. Tụi mình sẽ có một những cái chiếc xe Land Cruiser đưa tụi mình lên sa mạc. Và kiểu lên không phải lên bình thường đâu. Tụi mình đã được làm công tác tư tưởng trước rồi, là sẽ là bay lượn lên trên đó nha. Đây cho mọi người xem nè. Đấy, những cái xe Jeep địa hình đi sa mạc là quá là quen thuộc, quá là bình thường rồi đúng không? Nhưng mà đây, tụi mình sẽ đi những cái xe đâu rồi. Đây, những cái xe như thế này. Mấy chiếc xe trắng này, Land Cruiser này. Đấy, sẽ trải nghiệm cảm giác mạnh là chạy trên đồi cát. Và đặc biệt là trước khi mà lên đồi cát ấy, thì các tài xế sẽ bắt đầu là phải xì hơi bánh. Đây, bánh này là phải xì hơi trước khi mà lên đồi cát nha. Làm thủ tục bắt buộc phải có. Còn làm gì thì mình không biết. I
Mình đã đi thử thuyền ở trên lạch Dubai, nhưng mà đó là Old Dubai, Dubai cũ thôi. Hôm nay mới chính thức là được chiêm ngưỡng sự xa hoa của Dubai nè, bến thuyền Marina. Đây, từ bến thuyền này có thể thấy được cái vòng xoay mặt trời. Nếu mình nhớ không nhầm tên của nó là vòng quay mặt trời. Hay là to, hay khác ta? Chắc là cái này, tại vì nó rất là to. Ở đây rất là xa nhưng có thể nhìn được rất là rõ. Những cái du thuyền này thì có của tư nhân và cũng có của những cái đoàn du lịch. Và ở cái giới siêu giàu thì thường thì người ta sẽ có những cái tour bến thuyền riêng. Còn đây thì là để du lịch thôi. Khi mà tới Dubai, mọi người có thể ghé thăm cái bến du thuyền Dubai Marina này. Đây là một trong những điểm check-in nổi tiếng nhất ở Dubai luôn. Rất là nhiều những cảnh check-in sang chảnh ở đây, tại vì cái view của nó quá đẹp luôn á mọi người. Hôm nay đoàn mình tham quan khá là nhanh, chỉ tham quan trong cái khu vực vịnh Marina này thôi. Nhưng mà nếu các bạn tới Dubai và muốn thuê du thuyền á, thì có thể book du thuyền đi xa hơn để tham quan những cái địa điểm nổi tiếng như là khách sạn 7 sao Atlantis chẳng hạn. Cũng là một trải nghiệm rất là vui nha. Đây, bên trong của du thuyền nó sẽ như thế này cho mọi người xem. Ở bên đây là đằng sau. Bên trong nó sẽ có một bộ sofa lớn như thế này. Đây là thuyền du lịch, cho nên là nó khá là rộng và sức chứa để có thể để được nhiều người. Đây. Ồ, dưới này là sự dưới này nữa. Dưới này còn đi xuống được nữa. Ồ, đây là một cái bếp mini nha. Trên du thuyền sẽ có một cái bếp mini. À, đây một cái quầy bếp. Một cái sofa ngồi ở đây cũng có thể ngắm cảnh. Còn trên kia đi lên trên nóc thuyền. Bên trong này cũng có thể lái ở trong đây luôn. Trong đây là một cái phòng ngủ. Toilet này mọi người. Ồ, đây là một cái phòng ngủ nhỏ. Đây, trong này là một cái phòng ngủ nhỏ là vừa cho hai người nha. Bên đây là cũng là một cái phòng ngủ nhỏ. Bên đây cũng là một cái phòng ngủ nhỏ khác cho hai người luôn. Tính ra cái du thuyền này ở được rất là nhiều luôn ấy. Rồi, và đây là một cái phòng ngủ lớn. Nhưng mà nếu ngủ trong đây thì nó sẽ hơi nhỏ và cũng không có view đâu. Không có view gì cả. Nhưng mà được cái thì cũng thoáng mát êm. Vô đây là chạy êm lắm mọi người. Nếu mà có cơ hội tới Dubai thì mọi người nên thử cái dịch vụ mà đi du thuyền trên lạch này. Nó rất là đẹp luôn á, và đặc biệt là đi buổi sáng tầm khoảng 7-8 giờ nó là thời điểm đẹp nhất nha, hoặc là buổi chiều để có thể ngắm hoàng hôn. Còn nếu mà tầm trưa sau 9-10 giờ thì nó sẽ rất là nắng, khá là nắng nha. Còn sớm một chút thì nó sẽ đẹp hơn và cũng rất là trong lành và mát mẻ nữa. Mặc dù nhắc đến các tiểu vương quốc Ả Rập thì mọi người sẽ thấy là Dubai nổi tiếng nhất, nhưng mà quốc gia giàu có nhất thì phải là Abu Dhabi nha. Trong cái khối các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất này thì quốc vương của Abu Dhabi cũng chính là tổng thống của UAE. Còn các vị quốc vương khác, kể cả quốc vương Dubai thì chỉ là bộ trưởng mà thôi. Abu Dhabi cũng là tiểu vương quốc lớn nhất, thịnh vượng nhất và cái tiềm lực của nó cũng lớn nhất. Và Abu Dhabi thì cũng được xem là một trong những thành phố giàu nhất thế giới. Và bây giờ thì tụi mình đang di chuyển từ Dubai tới Abu Dhabi để tham quan một trong những thánh đường xa hoa nhất thế giới.
Thánh đường Sheikh Zayed được đặt tên theo vị tổng thống đầu tiên của UAE. Và ngày hôm nay tụi mình đi là ngày thứ 6, là ngày lễ quan trọng của những người dân theo đạo Hồi. Đây là ngày mà tất cả người dân đều phải tới thánh đường, cho nên tụi mình phải di chuyển thật là nhanh trước cái giờ mà người dân tới đây làm lễ. Tại vì đến cái lúc làm lễ thì tất cả khách du lịch sẽ không được vào mọi người ạ. Và mình nghĩ là rất là nhiều bạn khi mà tìm hiểu về Dubai hay là tìm hiểu về thánh đường Sheikh Zayed thì cũng đã biết một cái quy định rồi. Đó chính là quy định về trang phục vô cùng nghiêm ngặt. Con trai, đàn ông thì có thể mặc gì cũng được, nhưng mà phụ nữ thì rất là nghiêm khắc trong cái vấn đề trang phục khi mà bước vào thánh đường nha. Tụi mình được dặn rất rất là kỹ, đó chính là mặc trang phục dài tay, tuyệt đối không được mặc trang phục bó sát nè, không được mặc đồ màu trắng nè, không được mặc những bộ đồ mà có thể gọi là xuyên thấu hay là ren lưới. Thêm vào đó thì con gái phải đeo thêm một cái khăn để che đi mái tóc của mình. Đây cũng là một điều để thể hiện sự tôn trọng khi bước vào thánh đường. Và cái quy định này cũng được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt từ những cái vòng ngoài của cái khu tham quan. Lúc này mình mang cái khăn quàng nó hơi rộng hơi to che đi cái phần cánh tay, nên là có một cái chị nhân viên nữ kiểm tra rất là kỹ và phải kêu mình đưa cái khăn lên để xem là mình có mặc áo dài tay hay không. Rất là kỹ nha. Và kể cả các bạn á, khi mà và có một điều này nữa là mọi người khi tham quan cái thánh đường này thì mình thấy là mọi người rất là thích thuê trang phục truyền thống ở đây. Nhưng mà nếu các bạn thuê trang phục truyền thống dù nó có dài đến đâu mà bên trong các bạn không mặc quần dài á thì cũng không được vào đâu nha. Siêu thị ở gần khách sạn của mình. Tối nay tụi mình tranh thủ trước khi ra sân bay ngày mai để đi siêu thị xem ở đây có gì. Đây là trái dừa này là trái dừa nhập khẩu từ Thái Lan nha, không ngọt gì hết trơn á, uống buồn cười lắm. Nhưng mà một trái này thì hình như cũng là ba mấy nghìn hay sao á, ba mươi mấy nghìn một trái này. Trái cây thì nhìn chung thì nó rẻ nhưng mà nhìn nó không tươi, không có tươi á mọi người, chứ trái cây thì rất là rẻ. Ví dụ như là ổi, không ủi mắt ủi mắt nha, kiwi thì rẻ, mận này kia cũng rẻ, tại vì xứ này nó trồng được mấy cái này thì nó rẻ. Còn mấy trái mà kiểu châu Á, Đông Nam Á mình thì nó sẽ mắc hơn một xíu. Mấy cái trái dừa ở đây là cứ gọi là to khủng bố luôn á, to hơn gấp đôi, gấp mấy lần, không gấp mấy lần thì hơi quá, nhưng mà to hơn hẳn mấy cái trái dừa ở mình. Đồ ăn nấu sẵn, rất là đông người đứng chờ. Nhưng mà nhìn thôi để thấy là không có hợp khẩu vị, không có hợp với lại gu của mình rồi đó. Croissant bao nhiêu đây? Không thấy giá đâu chứ mọi người. Mấy cái bánh nhìn cũng hấp dẫn. Nhưng mà mình cũng ăn thử mấy cái này rồi, nó thực sự là nó hơi khó ăn so với khẩu vị của mình. Nè, mấy cái bánh bột chiên với rau củ. Hôm qua chỉ có cái bánh quẩy mà ngào đường thấy ăn ngon thôi. Mê bánh ngọt từ trong nước ra ngoài nước luôn. Ồ, mấy cái này nhìn hay quá, nhìn đẹp quá. Cái là kiểu bánh truyền thống ở đây, nhìn... Ôi, nhìn đẹp mắt quá à. Ôi, nè, nhìn nó hình trái cây á mọi người. Nhìn hay lắm. Nhưng mà mấy cái này sợ khó giữ được lâu. Mấy cái này không biết bằng gì ta. Để xem có gói bánh gì lạ lạ không, mua gì cho Arsenal ăn cho vui coi. Một cái bánh là quắc. Bánh này 9 đồng, khoảng 60 mấy nghìn. Ôi nhìn giống như là bánh thốt nốt ấy. Basbosa cup plain. Basbosa là cái gì trời? Là mình dốt tiếng Anh hay là mấy cái từ này nó ít thông dụng ta. Bánh gạo. Bánh gạo, còn bên đây nhìn giống cốm ghê ta ơi. Mấy cái bánh này nhìn cũng lạ quá, nhìn cũng vui lắm, chắc là mua về quá. Mà không biết hạn sử dụng, hạn đến 12, ngày mai là 11. Mai là 11 rồi, sắp hết rồi. Rồi, thích qua bên này bánh cái croissant mà croissant ăn liền á. Có 12, khoảng 15 nghìn một cái. Dễ thương quá. Ủa sao mấy cái bánh này hạn sử dụng được lâu dữ vậy ta? Cái này đến 4 tháng 11 đến 3 tháng 12 luôn. Sao hạn được lâu dữ vậy ta? Mấy cái bánh này đúng là kiểu bánh truyền thống ở đây á mọi người. Đi đâu ở Dubai cũng thấy gặp cái bánh này.
chắc là mua mấy cái này đi về cho mọi người ăn. Ồ, đây là các loại rau củ muối ở Ả Rập. Bên đây cũng chủ các loại rau củ muối quá. Cái này nhìn giống kimchi ghê á. Trời ơi, phô mai, các loại phô mai. Ui, đây là thế giới phô mai. Oh my god, thích quá. À, đây là đồ ăn nè. Cái này là như là chè trái cây á mọi người. Ui, salad xoài. Đúng không? Xoài đúng không? Đúng rồi, mango. Ôi trời ơi, xoài. Xoài lắc của mình á, thì bên đây là mango salad. Mà 1kg 18 đồng. Trời ơi, phô mai từng tảng vậy đó. Trời ơi, đã quá. Trời ơi, thế giới phô mai. Và chuyến đi Dubai của mình thì cũng đã đến lúc kênh kết thúc rồi. Bây giờ tụi mình đang ở sân bay để chuẩn bị đi về nè. Mà cái lúc này là cái lúc mà mình thấy được sự to của cái sân bay Dubai nha. Và tụi mình phải di chuyển từ cái chỗ làm thủ tục đến cái chỗ mà ra cửa khởi hành á. Phải di chuyển bằng tàu siêu tốc nha. Trời, mình không ngờ cái lần đầu tiên đi tàu cao tốc của mình là ở sân bay á mọi người. Đây, mọi người nhìn đây. Di chuyển như thế này khoảng 2-3 phút gì đó thì mới đến cái chỗ để mà lên cửa khởi hành nha. Và bây giờ thì mình chuẩn bị lên máy bay. Mình sẽ bay chuyến 9:30 từ Dubai bay thẳng về Sài Gòn và kết thúc chuyến đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại trên Golden. Sau đừng quên like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye.